bật lên con chúc rất như vậy. Sau rồi con ký gửi à, như vậy là mọi người gửi những lý tì cho con và mẹ. Con có chúc chết đúng không? Thank you.
không đẹp. Dạ. Dạ, chừng nào con của con kiếm được bao nhiêu mới đủ cho mẹ đi chung. Con phải kiếm 1.500 trở lên mới đủ kinh phí cho mẹ đi con. Còn quá dài rồi. Chưa mà sao như vậy nên là không nghe được gì còn đây. Con tặng cho thầy mua nhà ở Sài Gòn đó thì con muốn. Con đi đây coi các bạn. Có một cái gì không? Mày có gì ăn được chưa?